xuống đó. Ui sự con này nhảy cao thế. Ai, nhảy vào mặt đấy. Nó nhảy mạnh thế nhỉ? Nhảy cao lắm chứ. Dồn chỗ này chứ. Ui trời ơi, một con đường gì này. Mạnh động thế. Được mấy con dồn về đây à? Ô kia 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 có cái dồn nó nhảy về đây. Ê là nhiều phết đấy. Chậm thôi, chậm thôi. Chậm thôi. Để cho nó chạy đó. Không biết có phải vào đúng chỗ cũ không. Đá cái lưới này để múc nước cho vào chị. Thử dồn dồn xem có phải nó vào đúng chỗ thủng không? Nó mà vào chỗ thủng thì nó ra mất đấy. Đá cái lưới nó xuống. Đây cái múc nước này. Múc hết nước này, này cho. Đây nó phải hơn chứ. Thấp thôi, có con nào nó bay vô ngoài hết. Được nhiều cái rô phết. Ai cũng có nó cái gì. Cho bằng đấy. Thế được rồi. Cái này khó quá, cái tờ tiên rồng một cái xà nhau qua cái dây ấy nó à cái sắt nó không gãy mất. Như toàn cá mương còn nhiều. Nào thì nhảy đi. Ui. Nãy sao không mang cái sổ mắt bé. Không có nữa. Ui. Ôi được cả con cá ngạnh con này. Con cá ngạnh con thả nó đi. Hai con. Hai con ngạnh con. Để nó thả nó đi nhá. Nó đang rãnh vậy. Các bác ơi, bây giờ em sẽ thả cái con cá ngạnh con này đi về hồ nhé các bác nhé. Con này còn cá ngạnh con. Con này bây giờ ở hồ nó cũng hiếm rồi, nó còn bé. Mày lên ghe mà bố sang đi. Bé như thế này mình cũng bắt để cho nó về tự nhiên thì to rồi mình mới bắt. Ui, con này thì nó có cái ngạnh. Nha nha nha, tí ngã nha. Chọc đầu lắm. Không được đâu.
khoảng 3 cân thôi anh Quyền ơi. Được khoảng 3 cân này thôi. Gần hết rồi nhưng mà có được đâu. Đây đây. Khoảng tầm 2-3 cân này thôi, bỏ gì cân nhỉ. Từ từ đi nhỉ. Tiền này đi mua luôn. Tiền đấy đi bảo ra lấy 1-2 cân để làm mồi nhưng mà có đâu. Được mỗi 2 con nghệ con nhỉ. Chắc không có cân đâu. Đây bây giờ em thả nó xuống nước nữa bác nhé. Cái gì đấy? Cắn ngại. Đi sớm quá à. Bà chị mình có đang ngoài cái giò bố chứ nào có. Để thơ đi sang xem có bó cân không. Không bó đâu là. Thì như là cá nó biết là ông chủ đi vắng hay sao ấy. Ông chủ đi cái kết dưới kia hải tôm rồi. Không cả cậu. Hai ông chủ đi vắng hết rồi. Để thơ ơi. Óc đùm. Khóc à, ông bà bật điện sáng quá chắc là ra ngồi võng rồi. Không có nhăn ra. Đến này kia, đến ý là cái chuyện làm trái bè lắm. Như nhà con nhắn mà ít chủ quá, với nhà con nhắn tặng. Đây nhặt kiểu gì nhặt đi bố. Thôi một tí cho chị lên chứng minh. Thế con như thế nào mới nên là mồi? Như con này này. Cá mương á. À để cắt á. Để chặt nó nhỏ ra. Con cái này phải để nướng ra chứ. Là vị vị kẹp nha. Nướng thôi. Ôi cho vào cái gì thôi, cho vào cái đấy nó nhảy hết. Được này. Đấy các bác, bây giờ sẽ là quy trình nhặt những cái con to hơn này ra để nướng. Đỡ mất thời gian với lại mình phân loại ra để mình chặt ra làm nhiều đoạn để cho vào cái giọ để bắt con tôm nhé. Cá này rẻ nhỉ. Ô cái loại cá rô phi này họ về họ lại lọc ra để sấy lại bán. Cái này mà được nhiều mà đi sấy hết món. Em thì họ sấy được qua nhiều. Tầm mới á. Chắc là nó một chỗ nó không được rồi. Còn cái kia vỏ mới nó còn ấy sáng chưa được. Đây những cái con cá mương này các bác này. Con này con cá nhà. Cá nhà của mình đây bây giờ cũng được mấy nhỉ? Ít lắm. Thì ngày xưa nhiều lắm con cá này. Ngày xưa đánh cái lưới tép dầu nó dính. Cái con này người nó tròn dễ gỡ, nó không chui sâu. Giờ đổ sang bên kia à? Đây bây giờ mang cái to này làm mồi này đổ chỗ khác đi, sau là lấy cái này lại đựng những cái con bé này. Ơ tư sao múc như thế, bây giờ đổ cái này đổ cái bên này thì mình múc lại, thế phải múc hai lần à? Ừ thì cái này đổ ở đây. Ừ. Cá này cho vịt cho ngan. Ui. Mạnh thế.